Xem tử vi 2024 tuổi Hợi nam mạng. Nam tuổi Hợi gồm những người có năm sinh sau đây. Kỷ Hợi sinh năm 1959 thuộc mệnh Mộc. Tân Hợi sinh năm 1971 thuộc mệnh Kim. Quý Hợi sinh năm 1983 thuộc mệnh Thủy. Ất Hợi sinh năm 1995 thuộc mệnh Hỏa. Đinh Hợi sinh năm 2007 thuộc mệnh Thổ. Tuổi Hợi cầm tinh con lợn, đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng thứ tự 12 con giáp. Người tuổi Hợi tính tình thân thiện, lạc quan và rất thật thà. Trong cuộc sống, họ luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực, bản tính lương thiện nên sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vào năm Giáp Thìn, tuổi Hợi gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Đây là một năm có nhiều cơ hội tốt để bản mệnh phát triển công việc, sự nghiệp. Bên cạnh đó là xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.